Hỏi được rất là nhiều bà con quan tâm đề cập đến, thì hôm nay Tuấn Đỗ xin được giải đáp và chia sẻ với mọi người về cái chủ đề bệnh tiêu chảy ở trên heo. Thì tiêu chảy ở trên heo thì do rất là nhiều nguyên nhân gây ra, có thể là tiêu chảy do bệnh do virus tiêu chảy cấp gây ra này, hoặc là do một số con vi khuẩn như là Salmonella, vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy. Thì quý vị và các bạn đã điều trị nhiều loại biện pháp kháng sinh mà không đạt được hiệu quả cao, thì hiện tại đối với bên công ty Supervet đang Tuấn Đỗ đang cho tất cả các trang trại áp dụng hai cái bộ sản phẩm này, một trong hai bộ sản phẩm này, đó chính là sản phẩm đặc trị tiêu chảy Motilin với các cái thành phần đặc biệt như là Tiabolin, Colitin cùng các cái tá dược độc quyền sẽ giải quyết dứt điểm được cái tình trạng mà heo tiêu chảy phân trắng, phân vàng, phân nâu, phân xanh. Thì sản phẩm này đang là một cái sản phẩm bán rất là chạy và các trang trại áp dụng rất là thành công. Thì Tuấn Đỗ tự tin với cái sản phẩm này, thì quý vị hãy yên tâm, nếu mà đã điều trị nhiều loại kháng sinh mà không đạt được cái hiệu quả cao thì hãy quan tâm đến ngay cái sản phẩm đặc trị tiêu chảy Motilin của công ty Supervet để giải quyết được cho mọi người cái tình trạng mà heo bị tiêu chảy. Ngoài ra còn một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm Enrosin 10 với các thành phần Enrobrosazin cùng các cái tá dược độc quyền. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm đang dùng để điều trị heo bị tiêu chảy nhiều loại phân, đạt được cái hiệu quả cao. Thì nếu quý vị và các bạn chăn nuôi mà gặp phải tình trạng mà heo tiêu chảy và điều trị nhiều loại thuốc, nhiều loại kháng sinh không đạt hiệu quả cao, thì có thể liên hệ trực tiếp qua Tuấn Đỗ qua hotline 0981 648 93 hoặc